Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rông và gió giật mạnh vào chiều tối ngày 19 tháng 9. Người dân cần lưu ý mang theo đồ dùng tránh trời mưa khi ra ngoài đường và cẩn thận lốc xét có thể xảy ra. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, xa lở đất tại khu vực vùng núi. Tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-33 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 đến 34 độ. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Tại Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm không mưa, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ.